Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm canh tí ngày này là ngày nhâm dần tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh mộc, và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm kim bạch kim kỷ tuổi bính thân canh thân ngày thuộc hành kim Khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tị hại tị phá hợi và tuyệt dầu về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh Thân, Bính Thân, Bính Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Dịch Mã Tốt mọi việc, tốt nhất là xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao Sát Cống, Đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi, và ngày hôm nay là ngày sát chủ, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính Tây. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, hứa hẹn một tương lai rực rỡ. Nếu như bạn tuổi Tý giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù như hiện tại. Và với bà tuổi Tý, bạn vốn là người có tài, vì thế hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng hơn ngay từ bây giờ. Và trong ngày này, đối với bà tuổi Tý, những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bạn mệnh tuổi Tý có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, thích hợp với năng lực của mình, hoặc là nhận được một khoản tiền thưởng khả quan trong tương lai với mình. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay lại được tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà rất chi là hài hòa và in ấm. Bạn mệnh tuổi Tý có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Mọi khi gặp khó khăn, bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi công việc. Vài tử vi tuổi giáp Tý của kim tinh thần làm việc cần cù chăm chỉ từ vi tuổi bính tý thuộc thủy hãy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn cho mình từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhận được sự đền đáp xứng đáng từ vi tuổi canh tý thuộc thổ được cất nhắc lên vị trí cao hơn từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tin tưởng nửa kia của mình và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây họa, cho nên với bạn tuổi Sửu có thể vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi, nghi ngờ hoặc là mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là chính bạn bè của mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn đang cảm thấy thất vọng vì không được ai tin tưởng và ủng hộ mình. Những lúc như vậy, bạn tuổi xỉu không nên thất vọng mà cần dành thời gian xem xét lại chính bản thân mình. Có thể bạn đã làm sai ở một giai đoạn nào đó mà chưa được ai phát hiện ra. Nếu đúng như vậy thì bạn hãy kiểm tra và chỉnh sửa ngay lại đi bạn tuổi xỉu trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi sửu và nửa kia không được mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau và với bà tuổi sửu bạn hãy mở lòng mình hơn đừng có giữ kín mọi chuyện vì nghĩ rằng người ấy không hiểu được mình về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim vướng phải tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên tự kiểm điểm lại mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa sửa lại những lỗi lầm của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu tuổi Hợi tờ vi tuổi dần thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi dần đang có điểm báo phải gặp nhiều rắc rối trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dần có thể bị quan lại xấu trong chính quyền triển ép khiến cho đầu óc của bạn lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi và bị ức chế. Với bạn tuổi dần, cũng cần phải rèn luyện để khiến cho mình trở nên điềm tĩnh hơn, không nên kích động quá dễ dàng vì những thông tin không chính xác bên ngoài. Và với bạn tuổi dần, trong ngày này, trước khi bày tỏa quan điểm, bạn phải cần chắc chắn những thông tin mà mình nhận được có đúng hay là không và trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần ngày này lại rất thích hợp để cho bạn cầu phúc cầu tài vì vậy nếu như bạn là người kinh doanh buôn bán thì trong ngày này có thể lên chùa dâng hương để cầu phúc cầu tài cho mình để cho công việc của mình được hanh thông thuận lợi chắc chắn hiệu quả công việc trong tương lai của bạn sẽ rất chi là tốt về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy bị cấp trên chèn ép gây khó dễ từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa tâm lý căng thẳng mệt mỏi bất mãn từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần kiểm chứng những thông tin nhận được từ vi tuổi canh dần thuộc mộc rèn luyện sự điềm tĩnh từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên cầu tài cầu phúc về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mão thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem từ vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, tôi chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của Tam Hội nâng đỡ, cho nên mọi công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đều tiến triển rất chi là thuận lợi. Và ngày này là một ngày may mắn với bạn tuổi Mão, vì vậy bạn mệnh nếu như có kế hoạch ấp ủ bấy lâu thì bạn nên thực hiện ngay, đừng có chần chừ do dự nữa. Và với bạn tuổi mạo trong ngày thứ sáu này cũng có thể gặp được quý nhân và người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ giúp cho bạn hướng phát triển trong tương lai phù hợp và với bạn tuổi mạo cần phải rèn luyện bản thân không ngừng cố gắng hơn nữa. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mạo bạn cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy đối với những ai đang làm những công việc ở bàn giấy thì có cơ hội thăng quan tín chức nhanh chóng nếu như bạn biết chớp lấy cơ hội để thực hiện những cái điểm mạnh của mình bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn nữa về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy thực hiện công việc theo kế hoạch. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có cơ hội gặp được quý nhân. Từ vi tuổi Kỷ mão thuộc thổ có phương hướng phát triển chính xác trong tương lai. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc không ngừng rèn luyện bản thân. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim được cấp trên và đồng nghiệp coi trọng. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu điền, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Thìn, thứ 6, ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Thìn á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này tôi thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn không mấy thuận lợi, bạn dễ xảy ra cãi cọ, mâu thuận với nửa kia của mình và nguyên nhân có thể là do những bất đồng khó có thể dung hòa được với nhau giữa hai bên và khi tranh cãi nổ ra bạn mệnh tuổi thìn nên giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của người ấy nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia và khiến cho tình cảm vợ chồng bên bờ vực tan vỡ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là bạn nên chủ động hòa nhập hơn nữa với tập thể. Nhất là đối với những ai vừa mới thay đổi môi trường làm việc, bạn hãy cho mọi người biết là bạn là ai, đồng thời tạo cho mình cơ hội hiểu biết hơn về mọi người. Về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, vợ chồng bất hòa, có sự cải cọ từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ xóa bỏ những hiểu lầm những quan điểm không thống nhất từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đặt mình vào vị trí của người khác từ vi tuổi canh thìn thuộc kim dễ gây tổn thương cho người đối diện từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cởi mở hơn với mọi người và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than tị hợi cho nên bạn tuổi tỵ cần phải sẵn sàng để đối diện với mọi đủ loại thị phi trong chốn công sự ngày hôm nay và với bạn tuổi tỵ bạn dễ dàng cảm thấy khó chịu ức chế vì những lời đồn đại đặt điều không chính xác về bản thân mình trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý cách cư xử của bản thân mình. Có thể bạn tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn gây thù chúc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân gây hoa hại. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. May mắn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp. Mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày rất hài hòa, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn và bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất mọi chuyện vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gặp chuyện thị phi trốn công sở tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ suy nghĩ nông nổi tiêu cực tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc hãy hành động có cân nhắc hơn tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim gây thủ chúc oán với mọi người tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tâm sự và thảo luận với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cho nên bạn tuổi ngọ bạn trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc dù việc của bạn có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện. Bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ trong ngày này, có lẽ bạn đang có phần nóng vội quá mức và bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra quyết định và đặc biệt là đừng có dễ dàng bỏ cuộc ngay khi vừa gặp phải có khó khăn, nếu không bạn sẽ khó có thể phát triển được bền vững. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhân duyên rất tốt với người khác giới và với bạn mệnh tuổi ngọ, có được cơ hội gặp gỡ người phù hợp với mình nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn trong những cuộc giao lưu gặp gỡ với mọi người, bạn bè và bạn hãy cho mọi người biết sức hút của bạn là như thế nào bạn tự ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, không nên quá mức nóng vội. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sẽ từ bỏ khi gặp khó khăn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có nhân duyên tốt với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cho nên bạn tuổi mùi đang có điểm báo dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi mùi, hãy chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Có thể những người đó tiếp cận với bạn đang có ý đồ không thuần khít. Và nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi mùi cũng cần phải biết là giữ mình trong mối quan hệ với mọi người đặc biệt là người khác giới. Nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, đừng vì niềm đam mê nhất thời mà phải hối hận về sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài, chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi mùi có tính cách thẳng thắn. Nhưng chính vì thế mà bạn tuổi mùi thường xuyên đẩy người khác vào tình huống khó xử, và trước khi nói hoặc là làm việc gì thì bạn cần phải quan sát hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp kỹ. Hơn thế nữa, với bạn tuổi mùi, bạn là người đề cao sĩ diện nên không chịu được sự thật mất lòng nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim giữ khoảng cách với người khác giới tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy dễ bị kẻ xấu lừa đảo tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa biết giữ mình không nghe theo ham muốn cá nhân tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tính cách thẳng thắn dễ gây mất lòng tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc quan sát hoàn cảnh đối tượng giao tiếp về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân chua chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi thân đang có điểm báo sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được sự trợ giúp hay là chia sẻ của bất kỳ ai và với bà tuổi thân, nếu như suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt để cho bạn rèm rũa bản thân mình. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, bạn đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là bạn bè đèm đàm đúm và bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn và nhanh chóng có kế hoạch hâm nóng lại cảm xúc trước khi tình cảm đôi bên ngội lạnh. Trong ngày này, với bạn tuổi thân nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hư hai hướng sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy làm việc vất vả không được ai giúp đỡ tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy giữ những suy nghĩ tích cực tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ dành quá nhiều thời gian cho bạn thân tử vi tuổi canh thân thuộc mộc hâm nóng tình cảm vợ chồng tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Dậu, thứ 6, ngày 25 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu, chúng ta thấy là với bà tuổi dậu đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cho nên bạn tuổi dậu đang có điểm báo rất dễ vướng vào tranh chấp với lãnh đạo, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dậu, bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không chính bạn mới là người phải nếm tại những quả đắng. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Dậu đang có điểm báo rất dễ mắc bậy của tệ kẻ tiểu nhân khiến cho sự nghiệp của bạn gặp nhiều rắc rối. Và với bà tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, dù có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh cũng không nên suy nghĩ nâu nổi, muốn từ bỏ hoặc là thôi việc, bởi hành động đó của bạn chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề và bạn hãy dụng cảm đối mặt với những thử thách. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Dậu là không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng, bởi làm như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Bạn hãy tâm sự với nửa kia hoặc là những người bạn mà thực sự tin tưởng nhiều hơn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, vướng vào tranh chấp với cấp trên, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên nóng nảy, đẩy mâu thuẫn lên cao, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy dụng cảm đối diện với thử thách, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tâm sự với người thân nhiều hơn, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ 6, ngày 25 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim gây rối cho nên đối với những bạn tuổi tuất đang làm lãnh đạo thì đang có điểm báo phải giải quyết nhiều rắc rối do cấp dưới gây ra và với bạn tuổi tuất hãy có chế độ thưởng phạt phân minh để cho mọi người có ý chí phấn đấu hơn đồng thời giữ những người này rồi ở bên cạnh mình. Và trong ngày này, đối với những bạn nhân viên, công chức thì cần phải cẩn trọng trong khi giao tiếp với đồng nghiệp. Đừng để cho những lời nói vô ý của mình trở thành cái cớ để cho người khác hạm hại mình. Và trước khi phát biểu ý kiến với bà tuổi tuất cần phải cân nhắc kỹ càng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt. Với bạn tuổi tuất đang có điểm báo có một cuộc tranh cãi nại lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nại đến đâu đi chăng nữa thì với bạn tuổi tuất hãy suy nghĩ cho người khác. Đừng nói những lời làm tổn thương lòng tự trọng người khác như vậy. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ giải quyết những rắc rối do đồng nghiệp gây ra từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ phân biệt phải trái rõ ràng từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói từ vi tuổi canh tuất thuộc kim vợ chồng mâu thuận lớn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy kiềm chế cơn nóng giận của bản thân về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên bạn tuổi hợi đang nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Và với bạn tuổi hợi, bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo, cho nên ai cũng muốn kết giao với bạn. May mắn hơn nữa, với bạn tuổi hợi, rất có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và với bà tuổi hợi, một khi bắt tay vào công việc gì, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn khẳng định giá trị của bản thân mình. Hẳn là cấp trên cũng đánh giá rất cao với sự quyết tâm của bạn và với bà tuổi hợi, bạn là người biết nhìn xa trông rộng, sự nghiệp được bền vững và huy hoàng trong tương lai. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc phượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Và mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng rằng người đó luôn luôn ủng hộ mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không gây xích mích với người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim quan hệ vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có tham vọng khẳng định bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.